những công trình tầm cỡ mở ra một chân trời mới. Tầm nhìn của Likoji 16 là trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Từ cung đường hiện đại trải dài xuyên suốt khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam tới các nhà máy năng lượng góp mạch nguồn cho lưới điện quốc gia. Từ các công trình dân dụng chất lượng cao thân thiện với môi trường đến các công trình tiện ích cung cấp nước sạch, xử lý nước thải hiện đại bậc nhất Việt Nam, tự hào sở hữu quỹ đất lớn, bất động sản tiềm năng. Để có được những thành công ấy là sự đam mê, nhiệt huyết để kiến tạo từ bàn tay khối óc của hàng trăm con người Licoji 16. Chúng tôi tin rằng mỗi một công trình của Licoji 16 thi công đều mang lại một cuộc sống thịnh vượng cho triệu người dân mang đến một diện mạo mới cho đất nước tươi đẹp này. Thành tựu của chúng tôi là xây nên những giá trị bền vững với thời gian, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chân thành và trách nhiệm, lãnh đạo kiên định, tài ba. Chúng tôi tôn trọng những cam kết, mọi dự án đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Tổ chức theo mô hình holding chiến lược một Likuji 16 với giá trị cốt lõi, kiên định, chân thành, trách nhiệm. Những công trình tầm cỡ mở ra một chân trời mới. Tầm nhìn của Likuji 16 là trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Từ cung đường hiện đại trải dài xuyên suốt khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, tới các nhà máy năng lượng góp mạch nguồn cho lưới điện quốc gia, từ các công trình dân dụng chất lượng cao thân thiện với môi trường đến các công trình tiện ích cung cấp nước sạch, xử lý nước thải hiện đại bậc nhất Việt Nam, tự hào sở hữu quỹ đất lớn bất động sản tiềm năng để có được những thành công ấy là cả sự đam mê nhiệt huyết để kiến tạo từ bàn tay khối óc của hàng trăm con người Licoji 16. Chúng tôi tin rằng mỗi một công trình của Likoji 16 thi công đều mang lại một cuộc sống thịnh vượng cho triệu người dân, mang đến một diện mạo mới cho đất nước tươi đẹp này. Thành tựu của chúng tôi là xây nên những giá trị bền vững với thời gian, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chân thành và trách nhiệm, lãnh đạo kiên định, tài ba. Chúng tôi tôn trọng những cam kết, mọi dự án đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng tổ chức theo mô hình hôn đinh chiến lược, một Likuji 16 với giá trị cốt lõi, kiên định, chân thành, trách nhiệm